Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tác động và lợi ích từ nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump đến Việt Nam Ngày 10 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Ông Trump đắc cử và dự án tỷ đô ở Hưng Yên Theo đó, BBC cho hay kể từ khi Donald Trump áp thuế cao hơn đối với Trung Quốc vào năm 2018 Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài kỷ lục và nổi lên như một cường quốc sản xuất Các khu vực phía Bắc của Việt Nam hiện rải rác các nhà máy lớn sử dụng hàng ngàn công nhân sản xuất đầu điện tử cho các nhà cung cấp của Apple và các thương hiệu toàn cầu khác sau khi Samsung Electronics, CEO và Intel Corp đã đến Việt Nam trước đó. Và đây là hình bài trên BBC. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho biết nhà máy của IBE Electronics tại tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam, với một trong những khách hàng là Tesla, gã khổng lồ sản xuất xe điện của Hoa Kỳ, đã mất 6 tháng để chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu không khách hàng Mỹ của công ty sẽ phải trả 25% thuế. BBC cũng cho hay, theo số liệu chính thức của Việt Nam, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ gần 4,5 tỷ đô la vào Việt Nam, tăng 78% so với năm trước. Việt Nam cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ, xuất khẩu linh kiện máy tính và điện tử của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 13 tỷ đô la trong 7 tháng đầu năm nay, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2 đã đe dọa áp thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và thuế lên tới 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Theo BBC, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng Việt Nam có thể là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á do thặng dư thương mại tăng vọt với Hoa Kỳ và quyết tâm của ông Trump trong việc đưa nhiều việc làm trong ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Việt Nam là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại trên thế giới, xuất khẩu chiếm khoảng 85% nền kinh tế và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Vẫn theo BBC, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc hiện đang chuyển nhiều hàng hóa hơn qua Việt Nam đến Hoa Kỳ để thoát khỏi thế quan và lệnh trừng phạt. Điều này thật sự có thể khiến Washington phản ứng dưới thời ông Trump. Và đây là hình tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho hay có một điều khác về ông Trump mà Việt Nam biết quá rõ. Nói ám ảnh của ông với sự giàu có của gia đình mình và Việt Nam có thể tận dụng điều này để làm ăn với chính quyền Trump. BBC cho biết ngày 8 tháng 10, Trump Organization, doanh nghiệp gia đình của ông Trump, đã ký một thỏa thuận với công ty phát triển bất động sản, tức công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC, để xây dựng một sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên. Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi các bên gồm Trum Organization, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc trong thời gian Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang có chuyến công tác tại Hoa Kỳ. BBC trích nhận định của hãng tin nước ngoài cho biết, Hưng Yên là tỉnh nhà của Tô Lâm và phe của ông bao gồm Bộ trưởng Công an mới Lương Tâm Quang và Bộ trưởng Tư pháp mới Nguyễn Hải Ninh. Thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trum hiện đã gắn liền với phe phái đang lên trong đảng Cộng sản Việt Nam. BBC cho biết sân bay quốc tế Hà Nội là nơi gần nhất với khu nghỉ dưỡng mà Trump Organization dự định xây dựng và không khó để tưởng tượng. Ông Trump sẽ thường xuyên đến thăm Việt Nam hơn để kết hợp giữa công việc và cá nhân, kiến nghị các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, tổ chức một hoặc hai cuộc họp tại sân gôn Việt Nam của ông. Cho dù khu nghỉ dưỡng chơi golf có thành công hay không, thì đó là một động thái không ngoan của Hà Nội và những người có ảnh hưởng để khiến Trump Organization cam kết đầu tư. Điều này giúp phe hơn Yên, quyền lực nhất của Việt Nam, giành được ảnh hưởng trong chính quyền tiếp theo của Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tác động và lợi ích từ nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump đến Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đức nói với Bộ trưởng Lương Tâm Quang không được tái diễn vụ việc tương tự Trịnh Xuân Thành. Như Thời báo chấm D đã đưa tin trước đây 2 tuần, đài BBC Tiếng Việt mới đây đã được Bộ Nội vụ Đức trả lời những câu hỏi, trong đó xác nhận các quan chức an ninh Đức đã cảnh báo Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang rằng những vụ việc như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không được tái diễn. Đại diện Bộ Nội vụ Đức nói với BBC tiếng Việt rằng, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 và các vấn đề nhân quyền đã được nêu lên trong cuộc họp kéo dài một tiếng giữa hai bên vào ngày 28 tháng 10 tại trụ sở Bộ Nội vụ Đức ở Berlin. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Việt Nam, Lương Tâm Quang và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Đức, Henjot. Một điểm đáng chú ý là thông báo của Bộ Công an Việt Nam và thông tin của Bộ Nội vụ Đức về nội dung cuộc gặp giữa hai bên có những điểm bất đồng. Cụ thể, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an viết rằng, ngày 28 tháng 10, ông Lương Tâm Quang đã có các cuộc hội đàm với Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo Đức. Và trong các cuộc hội đàm này, hai bên đã nhất trí thúc đẩy ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự, Hiệp định Dẫn độ Tội phạm và Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù. Như vậy, có thể hiểu là Việt Nam và Đức đã đồng thuận thúc đẩy việc ký kết ba hiệp định, gồm có Hiệp định Tương trợ Tư pháp hình sự, Hiệp định Dẫn độ tội phạm, Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù. Đây đều là những hiệp định cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam và Hà Nội đã nhiều lần hối thúc Berlin ký kết. Như vậy, nếu những hiệp định trên được ký kết, thì việc đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đã bỏ trốn sang Đức về chịu án có thể sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhờ vào sự hỗ trợ của Đức. Tuy nhiên, phía Bộ Nội vụ Đức đã chia sẻ những thông tin khác với những gì Bộ Công an Việt Nam công bố như được nêu ở trên. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho BBC biết về nội dung cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đức Henschel. Cuộc hội đàm giữa họ tập trung vào các vấn đề hợp tác song phương và quốc tế, đặc biệt là về an ninh và thực thi pháp luật, chẳng hạn công tác chống buôn người và ma túy. Trong bối cảnh đó, vấn đề tình hình nhân quyền Việt Nam cũng được đề cập. Khi được hỏi về việc liệu có hay không, chuyện Việt Nam và Đức nhất trí thúc đẩy Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự, Hiệp định Dẫn độ Tội phạm và Hiệp định Chuyển giao người bị cách án phạt tù như thông báo của phía Bộ Công an Việt Nam, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức đã trả lời như sau. Việc dẫn độ những cá nhân cụ thể và việc ký kết các thỏa thuận cho phép thực hiện điều đó đã không được bàn tới. Việc trục xuất các cá nhân cụ thể và các thỏa thuận liên quan nằm trong thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Như vậy, theo Bộ Nội vụ Đức, vấn đề ký kết này đã không được bàn tới trong cuộc gặp giữa hai bên, trái ngược với những gì Bộ Công an tuyên bố là hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết. Và đây là hình ông Trịnh Xuân Thanh trước khi bị bắt cóc tại Đức. Thêm nữa, các quyết định liên quan tới những thỏa thuận này lại thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp Đức, chứ không phải Bộ Nội vụ hay cơ quan tình báo Đức. Chuyến công tác của ông Lương Tâm Quang diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồng đoán về khả năng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, người đang trốn lệnh truy nã, sẽ sớm bị đưa về nước vì Việt Nam liên tục thể hiện quyết tâm truy bắt bà Nhàn. Đặc biệt, trong email trả lời BBC News Trên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đề cập trong cuộc gặp với Đại tướng Lương Tâm Quang. Cụ thể, một điều đã được nêu rõ là những vụ bắt cóc như vậy không được phép tái diễn. Như vậy, sau hơn 7 năm, phía Đức vẫn tiếp tục đưa ra thông điệp rõ ràng, thẳng thắn về các hành xử của Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đức cũng lên án hành vi bắt cóc trắng trợn của an ninh Việt Nam và nói rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Việc Bộ Nội vụ Đức nhắc lại vụ Trịnh Xuân Thanh với Bộ trưởng Lương Tâm Quang và nhấn mạnh không được phép tái diễn, cho thấy với Đức đây vẫn là khúc mắt và nước này sẽ không dung thứ cho hành động tương tự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Đức nói với Bộ trưởng Lương Tâm Quang không được tái diễn vụ việc tương tự Trịnh Xuân Thành. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.